Công an Nhân dân ANTV. Trong 15 phút sắp tới, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những tin tức sau đây. Đại diện của trường bơi lội Bôn trả lời tình hình tập huấn của Hoàng Thị Phúc tại Mỹ. Vòng 13 V-League, Hoàng Anh Gia Lai leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Tập đoàn cao su Đồng Tháp bất ngờ ngã ngựa trên sân nhà trước Kiên Long Thành Kiên Giang. Huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn lên tiếng sau quyết định sa thải của câu lạc bộ Sài Gòn FC. Vòng 3-2 ngoại hạng Anh, Newcastle tiếp tục nuôi hy vọng vào số 4. Bán kết giải cầu lông Australia Grand Prix, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đã đánh bại Sô Sasaki với các tỷ số 21-19 và 21-11 và giành quyền vào chơi trận chung kết. Đây là thành tích tốt nhất của Tiến Minh kể từ đầu năm nay. Chắc chắn kết quả có như thế nào thì cũng sẽ giúp Tiến Minh có thêm rất nhiều điểm thưởng để trở lại vị trí top 10 bị mất vào tháng trước. Chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã phản ánh trong những bản tin trước về rắc rối xung quanh việc tập huấn của Kình Ngư Hoàng Quý Phước. Để rộng đường dư luận, phóng viên của chúng tôi đã liên lạc trực tiếp với đại diện của trường đào tạo bơi lội Bôn qua email và được ông Sergio Lopez, huấn luyện viên trưởng của trường trả lời về những vấn đề liên quan tới việc tập luyện của Hoàng Quý Phước cũng như các thành viên của đội tuyển bơi lội Việt Nam trong thời gian qua tại Mỹ. Theo đánh giá của Tổng thư ký Liên đoàn các môn thể thao dưới nước Việt Nam, ông Đinh Việt Hùng, sau chuyến sang Mỹ thị sát đợt tập huấn vừa qua của ông với nhóm vận động viên được đào tạo chuyên sâu phục vụ cho mục tiêu Olympic, Hoàng Quý Phước đã bị hoang mang về tâm lý. Lúc muốn trở về Việt Nam, lúc lại muốn sang Trung Quốc để tập huấn tiếp. Mới đây, chúng tôi đã liên hệ trực tiếp với chuyên gia phụ trách ở trường Bôn, địa điểm tập huấn chủ yếu của đội tuyển bơi lội Việt Nam kể từ khi sang Mỹ hồi đầu năm nay, để xác minh các vấn đề gây tranh cãi trong thời gian vừa qua. Ông Sergio Lopez, người đã hỗ trợ Hoàng Quý Phước về các giáo án trước khi đội tuyển bơi lội Việt Nam chuyển địa điểm tập huấn sang câu lạc bộ Saint Augustine từ ngày 5 tháng 3, đã khẳng định rằng Hoàng Quý Phước và huấn luyện viên ruột của Hoàng Quý Phước là Nguyễn Tấn Quảng đã trở lại với trường Bôn luyện tập kể từ đầu tháng 4 này. Như vậy, niềm hy vọng số 1 của bơi lội Việt Nam sẽ không về Việt Nam hay sang Trung Quốc tập huấn, và chương trình này sẽ kéo dài cho đến hết tháng 6. Nếu tiếp tục vượt qua các giải đấu trong thời gian sắp tới, Hoàng Quý Phước sẽ ở lại trường Bôn tập huấn cho đến ngày lên đường tranh tài tại Thế vận hội 2012 tại London. Cũng trong bức mail mới gửi cho kênh thể thao giải trí MCN, huấn luyện viên Sergio Lopez cũng đề cập một số vấn đề mâu thuẫn giữa hai huấn luyện viên Việt Nam đang chỉ đạo các vận động viên tập huấn tại Mỹ là huấn luyện viên trưởng Đặng Anh Tuấn và huấn luyện viên ruột của Hoàng Quý Phước là Nguyễn Tấn Quảng. Từ quan sát của một người thứ ba và hoàn toàn khách quan, có thể thấy rằng chuyện mâu thuẫn nội bộ trong lòng đội tuyển bơi lội Việt Nam là hoàn toàn có thật, và chính điều này đã dẫn đến hàng loạt những rắc rối về chuyện thay đổi địa điểm, cũng như có những báo cáo phiến diện từ phía huấn luyện viên Đặng Anh Tuấn về Tổng cục Thể dục Thể thao cho rằng Hoàng Quý Phước mắc bệnh sao và có thể sẽ không theo kịp với giáo án và tiến độ. Những chuyện như thế này vô hình chung đã tạo nên rào cản tâm lý rất lớn cho Hoàng Quý Phước trong quá trình luyện tập khi vận động viên trẻ của Việt Nam đang phải phấn đấu cho mục tiêu đạt chuẩn để dự Olympic sắp tới. Vòng 13 V-League tiếp tục khởi tranh với hai trận đấu đầu tiên trên sân Pleiku.